Giờ đây anh nhận ra lời hứa như mây khói, chỉ biết
Thì lại bảo là có người đằng sau giật dây hoặc là tư vấn hoặc là cái gì đấy.
Chẳng nhẽ chị làm được những việc đấy chị không nói được hay sao? Chị nói còn hay hơn tất cả mọi người tưởng tượng. Mà không phải là chị không biết chửi, chị còn chửi hay hơn cả cái thế giới này luôn. Nhưng chị lại không làm được việc đấy. Bởi vì chị bây giờ chưa nói hẳn là chị ăn chay, bởi vì chị còn lấy chồng, còn uế tạc, đâm ra chị không không thể chửi nhau được. Vì nếu như chửi thì lương tâm chị không cho phép, đêm chị lại không ngủ được. Thế nên là bây giờ tại sao chị cứ phải im như vậy? Rất nhiều người hơn tuổi không dám nói trên mạng, mà chỉ vào trang cá nhân của chị thôi, mà nói bảo là em ơi, em không làm gì sai cả, không tranh vợ, đoạt chồng của ai hết, mà cũng không phá hoại hạnh phúc gia đình của một người nào, mà cũng không xin ai một nghìn nào để mà đi ăn chơi, đi làm đẹp, rồi là đi thế này thế nọ, không không lấy tiền của họ đi bao trai. Nhưng mà sao họ nói em ác độc như vậy? Em có bị tổn thương lắm không? Chị thương em, chị khóc đấy. Đọc bài viết của em là chị khóc đấy. Rất nhiều bà mẹ nhắn tin cho chị là như vậy. Nhưng chị nói với mọi người bảo là chị ơi, chị không cần phải bận tâm cho em đâu, bởi vì em chịu được những cái người người ta bây giờ người ta không tốt với mình ấy. Tức là bây giờ mình phải nghĩ rằng người ta không có tâm, người ta dã tâm, người ta muốn hại mình, thì cái hại đấy sẽ ngược lại cái người đấy. Bởi vì bây giờ các em cứ thử nghĩ mà xem, bây giờ mình muốn cho ai một cái gì, mình đem từ nhà mình đi, thì đem đến cái người đấy, người ta không nhận cái của cho đấy, thì tất nhiên là mình phải đem về. Mà để đấy người ta cũng không nhận, người ta cũng phải đem ra ngoài, người ta cho đi. Nên là bây giờ cũng như những cái lời mình chửi người ta ấy, thì người ta không nhận là rõ ràng mình khác phải ôm về nhà, mà phải chịu cái hậu quả đấy. Bởi vì cái nghiệp khẩu đã gieo ra không ai tránh khỏi, kể cả có leo lên trời người ta lôi chân xuống, mà chui xuống đất người ta lôi cổ lên, thì là cái nghiệp khẩu này phải trả đời của họ, trả không hết thì phải cho đời con và đời cháu phải trả. Đấy là nghiệp khẩu. Mọi người đang bình luận là vợ cả đẹp hơn vợ hai. Ôi trời ơi, lại còn vợ cả đẹp hơn vợ hai. Đây là chưa chị chưa làm đẹp cho thôi, bởi vì hôm qua lên thì rất là không có thời gian. Rất nhiều người nhận ra đấy. Em sau vụ tai nạn mà hỏi không sao à? Chỉ vẫn còn, nhưng mà răng răng cũng còn luôn. Đấy là có các ngài đỡ đâu đang mưa rồi cho nên nhìn mặt như vậy. Áo anh đâu mà em mặc cái áo màu đen này? Ở dưới xuống cái áo đi, mặc áo còn mà nó đang bảo là vợ cả vợ hai đều đẹp, mỗi tội là chồng mặc áo này quê quá. Ôi giời ơi, là quê mà thôi, chồng không phải hay quê vậy. Không, này bị xấu hơn hai vợ rồi. Bây giờ đã bảo đừng chê chồng chị mà chê thì chồng chị lại tự ái lại đi ra ngoài. Đây cho vợ ba vào ngồi nốt bây giờ đấy, vợ ba nói thế. Vợ ba đang ngồi đợi lắm. Không được. Không được nhiễu sự đời. Bên có bé Quách Phượng kìa. Có bé Quách Phượng kìa. Quách Phượng nhận em chồng, các em ơi, các em phải biết rằng là chồng chị hôm qua đi về nhà vội quá, tại vì răng đẹp không kịp chuẩn bị quần áo là mặc như thế này. Chị thấy đẹp là tất cả là chồng chị vui vẻ. Các em lại chê bảo là xấu như thế, cái áo này có gì mà xấu, vợ thế đẹp. Phượng thế đẹp không? Bởi vì hai người đồng ý đẹp là được rồi đấy. Các em đừng chê xấu là chồng chị lại chạy ra ngoài, thì các em có phải buồn không? Giờ lên nhìn rưỡi người xem rồi đấy. Chị là thích như thế. Bởi vì sáng em đi. Chị cho em xin địa chỉ nhé, Trương Mạnh Khuyến, chị muốn xin địa chỉ để tặng quà. Vâng, chị cứ vào Facebook chị xong rồi có địa chỉ trên đấy ạ. Sao chị chịu hy sinh lớn thế? Có nhiều người đang động viên chị. Có người đang động viên chị, sao lại chị chịu hy sinh lớn thế? Em ơi, bây giờ bởi vì là trên mạng xã hội suốt ngày nói là lấy vợ già xong rồi là không còn sinh đẻ được, thì ông bà nội là tiệt nọc với lại không có cháu để bế. Nhưng bà nội ấy thì là có hàng bao nhiêu đứa cháu để bế rồi, bà nội cũng bảo thôi con ạ, không đẻ được. Nhưng mà bây giờ các cháu cũng có nhiều, thì sau này ví dụ như là các con ổn định rồi thì có thể đón một đứa cháu nào trong dòng họ của mình lên để là cho nó vui cửa vui nhà. Nhưng bây giờ chị nghĩ rằng là nếu mà cho các cháu lên thì các cháu đấy lại thiếu tình cảm của bố của mẹ, thì mình lại thành ra tội trong họ mình không muốn như vậy. Bởi vì chồng mình cũng còn rất trẻ, mình có thể là cưới vợ hai cho,
để đẻ con xong rồi nếu như cô đấy còn muốn đi lấy chồng hoặc là muốn ở với chị thì cũng được, lúc đấy thì tính sau. Bởi vì cái em này cũng đã từng bị ném gạch đá rất nhiều, rất là thương hoàn cảnh của chị, hiện tại đang bị ném gạch đá, sợ chị rằng tuổi già rồi không chịu đựng được. Nhưng mà đến giờ phút này thì chị cảm thấy rằng là ai càng ném gạch đá nhiều chị lại càng cảm thấy rất là vui. Bởi vì những người đấy người ta không bằng mình, hoặc là người ta không hiểu được về cái gì là tình yêu và hạnh phúc, đâm ra người ta mới làm những cái chuyện như vậy. Thì chị không giận người ta đâu, bởi vì người ta cũng là một con người, người ta cũng có hạnh phúc, cũng có gia đình, chẳng qua là vì không biết một lý do gì mà người ta toàn nói xấu. Thậm chí có những cái người mà nó bằng tuổi con tuổi cháu nhà mình, nó cũng nói là cái con mụ già này với lại cái thằng tộc kia, ai cũng là dân tộc hết, không ai là cái đất nước Việt Nam này mà là không phải dân tộc. Chẳng qua là dân tộc Nùng, Tày, rồi Kinh, rồi là Thổ, rồi Mãn, Mường, cái gì đấy đều là dân tộc hết, không ai sinh ra mà không có dân tộc cả. Đất nước Việt Nam mình đều là phải có dân tộc, chẳng qua mỗi người sống ở đâu là nó có dân tộc ở đấy. Chứ còn bây giờ cứ chửi chồng chị là cái thằng tộc này, thằng tộc nọ nói tiếng Kinh chưa sõi. Chính vì ngây thơ nói tiếng Kinh chưa sõi, chị mới chọn là người chồng lý tưởng nhất. Bây giờ những cái người mà sành sỏi, người ta cũng man anh thì người ta có đồng ý với mình là sẽ lấy một người già hơn hàng 36 tuổi không? Cười lên cho tươi đấy. Nào sao mọi người cứ bảo mặt anh buồn kìa. Có vợ hai đến nơi rồi phải cười lên. Đón nhận một hạnh phúc mới là như thế ạ. Quá chồng như vậy. Ai quá chồng phải yêu yêu chứ. Đấy, yêu hôn mà. Chẳng thấy nể mặt em thì cái trước mặt em cứ hôn nhau như thế. Trời ơi, đau lòng ơi. Bây con tim là... em đau quá mà. Khi nào mà em mà có bầu ấy, chị sẽ nâng niu em, không để cho chồng chị nâng niu em đâu nha. Bởi vì là nâng niu chỉ là con của chồng chị thôi, chồng chị không thuộc về em, nhưng mà em lại thuộc về chị. Bởi vì là chị muốn em chỉ là với tính cách là em đẻ thuê cho chị thôi, biết chưa? Đấy, em đừng buồn bởi vì em đã từng chịu những cái áp lực, thì những cái chuyện này nó là bình thường thôi mà em, phải không? Đấy là cái luật nhân quả, bây giờ là em cũng phải trả cho chị đấy. Tiếp kìa. Tiếp. Hôn nhau tiếp kìa. Trời ơi. Tiếp đi. Mình phải lấy tinh thần cho chồng mình để chồng mình vui, cười trước mặt các em yêu. Mọi người nhìn cho kỹ nhá. 1 2 3 vô. Phượng chỉ là một người thứ ba không hiểu Phượng. Khổ quá. Rất là nhiều người chửi bảo là nói chị như thế này này các em ạ. Họ nói là có người thì cũng không muốn chửi ấy, mà không dám chửi luôn. Nói là bác ơi, con nói thật với bác là bác cũng có tuổi rồi, không dám nói là con mụ già này. Bác đã có tuổi rồi thì bác có hạnh phúc thì bác cứ im lìm mà sống hưởng hạnh phúc đi. Đừng có mà suốt ngày live stream nọ kia, người ta không tôn trọng thì người ta chửi bác, thì bác không thấy nhục à? Ôi trời ơi, bác xem. Cháu ơi, cháu đừng nói thế. Im ỉm mà sống hạnh phúc thì không khác gì mình sợ, mình không dám ngừng cao đầu để mà sống. Bây giờ mình không phải mình tự hào lấy được chồng đẹp mà suốt ngày live stream, bởi vì cái nghề của mình làm đẹp cho mọi người. Cứ buổi sáng có khách vào thì lúc vào là xấu, lúc làm xong đẹp mình cũng phấn khởi, mình cũng muốn cho mọi người biết rằng là tay nghề của mình vẫn còn sử dụng được trong cái xã hội này. Nên là có rất nhiều người đến để làm với mình thì mình phải like thôi, để cho mọi người chia sẻ với mình. Và có rất nhiều người ở từ xa đến với mình để chăm sóc. Thế nên là mình làm, khi nào mình không làm được nữa thì lúc đấy mình lại chuyển giao cho chồng mình. Chồng mình bảo là bây giờ dạy cho chồng dần. Chồng chỉ cho vợ làm 1 năm nữa thôi, chỉ cho vợ chỉ là đứng đấy để mà quan sát chồng, để mà kiểm tra chồng làm cho khách, chứ không cho vợ làm nữa, vợ chỉ hưởng thụ thôi. Đấy là công to việc lớn chồng sẽ gánh vác hết. Là một người đàn ông sống phải đám người đàn ông trong nhà là để cho vợ mình dựa vào bờ vai khi mệt mỏi đấy các bạn ạ. Nên là mình cũng yên tâm là bây giờ dạy cho chồng mình đã từng làm việc cho mình rồi,
nhưng bây giờ chưa dám làm cho khách, bởi vì là bây giờ nếu mà mình cho chồng mình làm cho khách ngay thì có thể có người thông cảm thì không sao, mà có người không thông cảm lại sợ mất khách. Khách yêu đã từng đến với mình rất là nhiều năm rồi, thế nên bây giờ mình muốn là các tình yêu của mình sẽ đến thường xuyên và đến rất là nhiều luôn, để mình có đồng ra đồng vào để sau này còn chăm em bé của dì Hai. Thì bây giờ là mình cũng phải để dành tiền từ bây giờ các bạn ạ. Chị ơi, chị làm vậy tài sản chị người ta hưởng hết à? Không, các em không biết đâu, tài sản của chị đã cho vào một nơi quy định rồi, không ai có thể lấy được của chị một cái điều gì cả, không ai được hưởng hết. Chị làm di chúc xong hết rồi nhá. Đấy, nhưng mà sẽ không ai biết trong nội dung di chúc đấy là chị cho ai. Chị còn tỉnh táo lắm mà còn khôn ngoan lắm, sống rất biết là cái thời đại nào như thế nào. Bởi vì bây giờ dì Hai cũng phải làm được mặt ra thì mới có, mà còn bây giờ chị có là chỉ để chăm cái lúc dì Hai đẻ thôi, chứ còn bây giờ là bảo để cho tài sản là không có. 6.604 lượt chia sẻ bây giờ là như vậy. Còn nếu như các bạn nào thắc mắc hay là ném gạch ném đá cứ ném đi, bây giờ càng ném ấy thì vợ chồng chị lại càng cảm thấy rất là thoải mái và vui vẻ. À, chị kể chuyện đấy. Hôm qua chị đọc comment đi, sao em sợ chị tổn thương đi. À không, đấy, bây giờ là hôm qua mình về Hà Nội mình không ngủ được, mình có đọc những các comment của các bạn viết là sợ mình sẽ không chịu được. Hôm nay sang bên em Hoàng Hường bảo là chị ơi, chị sao chị không xóa những cái mà người ta nói xấu chị, chửi chị, xóa bớt đi. Em thấy thương chị quá, em sợ chị bị tổn thương, chị không chịu đựng được những cái lời áp lực của xã hội như thế. Chị bảo ôi trời ơi em đừng xóa, mà chị cũng không bao giờ chị xóa, chị nói chồng chị là không được xóa đi những cái người nói xấu, những cái người chửi mình, là những cái người đấy mình sẽ để làm bằng chứng cho tất cả những cái người hiểu, người ta sẽ khác nói, khác góp ý cho, mà trời Phật sẽ chứng giám cho là những cái người ăn nói không có văn hóa, ăn nói không lịch sự, mà không phải là những cái lời từ con người nói ra, không được xóa, không được gì cả, chị không bị tổn thương đâu, em yên tâm là như vậy. Bởi vì bây giờ chị trên khuôn mặt chị chỉ còn mỗi hai cái góc má chị hơi nhăn. Đợt này tháng 12 em Hoàng Hường khai trương làm thẩm mỹ thì chị sẽ làm cho hai cái bên góc má của chị căng đét ra như gái 18 em ạ. Đấy, nên là em nào có định làm cái gì về khuôn mặt của mình, mũi mắt rồi da dùng các kiểu nọ kia thì hãy đợi tháng 12 em Hoàng Hường là khai trương thẩm mỹ toàn các bác sĩ giỏi, mà nhìn cái cửa hàng ở đây bây giờ mới đang chuẩn bị mà đã cảm thấy là hoành tráng có khi nhất Hà Nội luôn. Bây giờ chị nói thật với các em rằng là mình chọn để làm cho mình đẹp phải chọn đúng người, đúng người ta bảo là đúng người đúng việc đấy, đúng cái địa điểm mình làm để cho mình đẹp ra. Bởi vì chị bây giờ là không biết nói thế nào hơn đâu, nhưng bây giờ ai cũng bảo là làm được cái răng rồi nhưng mà vẫn là chỉ là 62 thôi. Chị có nói làm ra để là thành 26 đâu, chị làm để cho chị đẹp, chị thích, chị yêu bản thân chị, chứ không phải làm vì ai cả. Bản thân mình là phụ nữ thì mình phải cần làm cho mình đẹp, dù có sống được có 1 năm 2 năm bên chồng mình cũng cảm thấy mãn nguyện. Vì là người ta bảo là một phút huy hoàng rồi vụt tắt, còn hơn là le lói suốt cả một cuộc đời này. Bây giờ nhiều người có rất nhiều tỷ, có rất nhiều biệt thự, có rất nhiều xe đẹp, nhưng mà sống hỏi người đấy liệu có hạnh phúc như chị không. Đấy, không có tiền, chỉ có tình yêu thôi. Đấy, mặc dù già thật nhưng mà sống tâm hồn rất là bay bổng. Bây giờ các em cứ phải học tập cái kinh nghiệm của cái mụ già này. Đấy, ai cứ chửi đi, rồi là bao giờ bằng tuổi của chị mà là 62 tuổi, các em đều là phụ nữ nhá, hãy phấn đấu đến khi nào được 62 tuổi đẹp hơn chị thì chị rất là vui các em ạ. Bởi vì phụ nữ chúng mình đã khổ rất nhiều rồi, mọi người đều sinh con đẻ cái rất là khổ, lại còn lo nuôi con cái trưởng thành, lo cho gia đình mình phải bằng người ta hoặc là hơn người ta, thì để mà cái sao đâu, sao không pin nó yếu không, 100% pin còn lâu mới yếu chứ ạ. Mà đấy các em ạ, cứ lần nào về Hà Nội là chị được nói chuyện với các em lâu, bởi vì là chị
phải nói chuyện thì chị mới quên được được cái công việc ở nhà. Chị đi như thế này mà một buổi tối 200 khách hàng gọi, vừa là khách du lịch, vừa là khách đến làm chăm sóc đẹp, xong rồi là có những khách làm liệu trình, thì chị cũng nói là thôi các em thông cảm là chị có công việc rất là cần thiết chị phải đi, chứ không phải chị đi chơi. Hôm nay xuống là vì cái khách hàng ở Hạ Long là muốn gặp chị, là chị xuống tí nữa là người ta cũng đang làm răng để xem người ta có tinh thần, bởi vì người ta sợ, người ta bảo mình làm răng cả hàm như thế lại cứ tưởng là chị đập hết hàm răng của chị đi để làm lại, họ sợ. Hoặc là ai mà đập hết hàm răng đi, đây chỉ là bọc răng sứ thôi. Thế là bảo muốn được gặp chị thì chị xuống. Còn 16 này chị sẽ đi làm từ thiện, nên là chị xuống trước nghỉ ngơi để chị còn tâm sự với các em. Hai chị em vừa được mua một bộ đồ lôi. Trời ơi thế á. Thế thì bây giờ chị sẽ đi thay quần áo. Đấy, là được là đôi. Một đôi một cặp chị đây thay này thì đấy đi. Không, em phải thay trước. Okay. Chị thay sau, chị đang nói chuyện dở. Chính thức hôm nay là mình với lại Quách Phượng sẽ đi vào thực tế, mà không biết khi nào. Là chị là không bao giờ để cho Quách Phượng với chồng chị khác ở, sẽ hai người vợ hai bên đấy, là như vậy. Chị không bao giờ chị cho chồng chị khác ở một mình với Quách Phượng. Các em nên nhớ là chị sẽ không dạy thế đâu đấy. Khi nào có bầu là phải cách ly nhau ra, là không bao giờ được ở bên nhau nữa. Kệ chứ, không đâu, vợ không bị tổn thương mà. Vợ không bị tổn thương. Sợ vợ buồn đấy. Tức là vợ chấp nhận, bởi vì số của vợ là tuổi này vợ cũng còn được sinh đẻ được nữa, thì vợ phải làm cho chồng vui, đâm ra là vợ sẽ không bị tổn thương. Không phải là cười mà rơi nước mắt đâu. Chị cười là cười thật sự đấy các em ạ. Chứ không bao giờ phải, các em không lo cho chị nhé. Không bao giờ lo, bởi vì chị tin ở chồng chị. Các em có nghĩ rằng là chị sẽ bị tổn thương không? Đọc xem có bị tổn thương. Mọi người có. Đấy. Mọi người hỏi là cái áo trẻ thế chị à, ôi cô ơi đừng thế buồn quá, sợ chị buồn đấy. Không, các em ơi chị không buồn đâu nhá. Bởi vì là cuộc đời của chị đến giờ này chị tìm được hạnh phúc ấy, thì chị rất là vui rồi. Còn nếu mà đẻ được một em bé nữa chị lại càng vui, bởi vì con là con của mình mà. Đấy, bây giờ khoa học hiện đại là không sao cả. À, sao? Chị không, vợ không buồn đâu mà, chồng ơi. Vợ không buồn. Rất yêu chị, chào chị yêu. Đấy, còn bây giờ là... Bây giờ là các em ơi, bố mẹ chồng chị ấy, hôm qua ấy cũng nói bảo là con ơi làm như thế có được không, nhưng mà chị bảo là bố mẹ ơi không sao cả, bây giờ là con chọn con đường này là tốt nhất, bởi vì là bố mẹ cũng rất là tốt với con, chồng con cũng rất là thật thà, cũng là tốt với con, thì con mãn nguyện rồi, bây giờ con làm như thế cũng không bao giờ để tổn thương đến cái vợ, tình cảm vợ chồng của chúng con. Thế nên là bố mẹ cũng đồng ý như vậy. Thì hôm qua có một động lực rất là lớn. Em quay Phượng cuối xuống nhà rất là buồn. Mình là người phụ nữ, mình cũng muốn là có niềm vui và có người động viên mình. Những cái lúc mình buồn ấy, mình không phải là người sắt, mình cũng là một phụ nữ, cũng là có bằng da bằng thịt. Đôi khi mình cũng rất là buồn với những cái ngày lễ, ngày Tết, hoặc là những cái lúc mình hơi mệt, ốm đau chẳng hạn, không có người nào động viên mình cả, chỉ là nấu một bữa ăn hai, thậm chí là còn không muốn ăn, nấu ra rồi thì lại nghĩ đến một cái chuyện gì hơi buồn là mình không muốn ăn rồi. Nên là những cái tháng ngày đau khổ của mình có ai hiểu được không, mà có ai biết được không. Đến lúc chị tìm được tình yêu mà có người để chia sẻ với chị những cái lúc mà niềm vui và nỗi buồn, những cái lúc mà chị ốm chị đau, có người chăm sóc chị, và mình có một cái bờ vai khi mình mệt mỏi để mình dựa dẫm vào người chồng của mình, thì đã đi đến cái chỗ về một nhà, thì chị có làm gì sai đâu. Mà trong khi đó từ lúc đến với nhau cho đến bây giờ, từ lúc
đi đăng ký đến giờ từ tháng 6 đến bây giờ là tháng 11 rồi. 5 tháng trời không một ngày nào là ngừng chửi chị, lúc nào cũng chửi chị. Nhưng chị chịu đến bây giờ chị không chửi lại một người nào hết, kể cả đám cưới chị. Họ nhảy bổ vào, họ phá, định phá bằng được, nhưng chị cũng không hề lên tiếng. Các em theo dõi từ đầu đến giờ các em sẽ hiểu được cái bản chất của chị. Không phải là ngu, mà cũng không phải là không biết một cái gì cả. Chị nghĩ rằng hạnh phúc của mình là do mình lựa chọn. Hai người đã hy sinh về nhau rất nhiều. Chồng chị cũng bỏ sau lưng tất cả, bố mẹ, anh chị em, nhà cửa, đất đai, tất tật tật là đến với tình yêu, là không phải là vì đang ở rừng mà đi lên rừng núi, đi lên thành phố, mà ở nhà cao cửa rộng, hoặc là không chê gì vợ già gì cả, mà cũng đến như là không biết gì cả, xã hội người ta chửi như vậy. Nhưng mà chị nghĩ rằng chị có già bằng này hoặc già hơn nữa, mà xấu hơn nữa, mà có tình yêu thì chồng chị cũng không chê. Bởi vì là chị cũng đã từng hỏi chồng chị là thế mọi người chửi như thế và vợ già như vậy thì chồng có chán nản không, chồng có bị tổn thương không. Chồng chị nói rằng chồng chỉ sợ vợ thôi, còn một khi đã yêu nhau rồi thì đã bỏ hết tất cả mọi thứ trong đời này rồi, đến với vợ thì vợ còn phải hỏi câu đấy hay sao. Tình yêu thì không cứ gì là biên giới cả, tuổi tác nó chỉ là một con số để đếm từ 1 đến 100. Chồng chị nói như vậy thì chị nghĩ rằng cũng có thể một phần nào đấy tin ở chồng chị. Nhưng quá trình sống với nhau thì chị cảm nhận được rằng đấy là tình yêu đích thực. Bây giờ chị nói thì ai cũng bảo là bây giờ mới chỉ là bắt đầu, nhưng mà bắt đầu từ lúc tháng 6 đến giờ cũng là 5 tháng rồi. Chẳng nhẽ tuổi của chị mà chị không phân biệt được cái nào là đúng, cái nào là sai. Nên bây giờ hôm nay chị quyết định là để tìm cho gia đình chị có một cái hạnh phúc để vĩnh cửu mà tồn trường được mãi mãi, thì để cho mọi người còn có nhiều cuộc để gặp nhau như những ngày hôm nay, thì chị mới lo cái việc đại sự là tìm vợ bé cho chồng chị. Đấy, nếu như giả sử mà ai nghĩ rằng là chị dại hay là chị sẽ bị tổn thương nhiều, nhưng mà các em ạ, không lo cho chị đâu, bởi vì đấy là quyết định này là do chị tính và chị làm, chứ không phải là ý của chồng chị. Chồng chị cũng không muốn đâu, nhưng mà chị bảo là thôi, nếu mà yêu vợ thì hãy để đang tính yêu vợ thì hãy để cho vợ làm những cái gì cảm thấy tốt nhất. Nên là các em cứ yên tâm là chồng chị sẽ không bao giờ phản bội chị, mà cũng không bao giờ nghĩ rằng là chị làm như thế là sai, không bao giờ các em nhé. Chị muốn là các em sẽ là mãi mãi đi cùng chị một con đường là đến đích, chứ không phải là đến nửa đường mà là để dừng đâu. Nếu như mà chị sống thật tâm của chị thì các em sẽ còn được tâm sự với chị mãi mãi, không phải như các ca sĩ này hoặc là như những cái người lấy tiền đi mua để về là nổi tiếng đâu các em ạ. Bởi vì chị, cái đời thường của chị, người thật việc thật, tuổi của chị 62, chị lấy được chồng 26, đấy là việc thật. Mà tình yêu, nói là có tình yêu cũng là việc thật, chứ không phải là mua bằng tiền. Những cái thứ gì về tình cảm mà mua bằng tiền sẽ là cái thứ rẻ mạt nhất, đáng khinh nhất trên cuộc đời này. Đấy, nên các mọi người cứ thử nghĩ xem, nếu mà tình yêu ai mà sống chỉ vì tiền không tồn tại được bằng này lâu. Bởi vì chị là người không có tiền. Đấy, theo mọi người nghĩ là chị giàu, nhưng chị không giàu. Chị chỉ có tình cảm rất là giàu luôn, vô kể, không thể nào đong đếm được. Hoa Cương ơi, hãy yêu thương chị Thu Sao nha, không kiếm được người nào giống như chị đâu, hãy yêu thương chị. Bây giờ chồng nói để có yêu thương hay không? Yêu chứ. Chị ơi, càng theo dõi chị em càng thấy chị tuyệt vời. Nhưng mà trả lời thì nhắn vậy. Vợ thì yêu đã bảo hứa với vợ sẽ đưa vợ đi hết suốt con đường còn lại. Thật không? Cớ sao lại thẳng buồn thiêu? Không, bây giờ chồng nói nhiều một tí đi, nói ít quá. Toàn để cho vợ nói thôi. Đấy, bây giờ nhiều cho chồng nói. Em xin nhường sân khấu cho anh chị để tự nhiên. Em thương chị quá, chúc vợ chồng chị luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé. Thôi để cho Hường xuất hiện và đi cho đỡ buồn mọi người ạ. Có Hường là lại vui ngay đây này. Có Hường là lại vui ngay luôn đây này.
Thôi các bạn ạ, chuyện nào thì nó đến thì nó cũng sẽ phải đến thôi. Còn các bạn cứ bớt bớt tem tém cái miệng lại một tí là được. Còn các bạn yêu thích thì các bạn cứ theo dõi, gửi lời theo dõi chị đấy chẳng hạn. Lúc nào chị livestream thì mọi người sẽ cùng được tham gia, cùng được xem. Còn dù chị ấy 62 tuổi hay bao nhiêu tuổi đấy thì chị cũng là một con người và cũng có trái tim đúng không? Cũng biết yêu thương và cũng cần được yêu thương đúng không ạ? Cũng cần được yêu thương đúng không? Nên là mọi người cũng chúng ta thôi thì không giúp được gì nhau thì chúng ta hãy chúc phúc cho họ đi. Mình hãy chúc phúc cho họ đi, mình nói những cái lời tốt đẹp thôi. Chứ giống như các bạn ấy mà ai cũng nói những cái lời không tốt với mình cũng chẳng muốn nghe đúng không? Thằng Hoa Cương bị chơi ngải rồi. Thôi những câu đấy em chẳng đọc đâu ạ. Người đẹp ơi, dạ em chào chị Thúy Mai. Chị ơi em xem từ đầu, bây giờ trong chị có một tình yêu vị tha, chị sống nội tâm tình cảm. Cảm ơn chị Dương Tôm Sú. Hường ơi, cho chị số điện thoại nhé. Chị ơi, số điện thoại của em ghi ở dưới bài đấy, 0977115888. Chị ấy là một người đáng được hưởng hạnh phúc. Em cảm ơn Băng Nguyễn nhé. Cái gì? Các em nào bảo là bị ngải, chị biết làm ngải thì chị làm cho những cái người mà đang ế chồng ấy. Chị làm cho họ ngải để lấy được trai trẻ như chị luôn. Nhưng mà đây là không phải ngải nha các em nhá. Nếu em có chào chị Hường thì... yêu, cô sao làm răng đẹp quá. Trương Văn Tuân, em cảm ơn nhé. Ôi dồi ôi, Ngọc Diệu, con ca ve Hoàng Hường. Ôi dồi ôi. Ôi giời ơi, có ai đi không? Hôm nay tôi miễn phí. Rồi ôi, cho tôi làm cuốc cái, buồn quá. Lợi dụng bà này để quảng cáo răng. Thế thì mọi người cứ ra đường tìm bà nào già già xấu xấu độ 92 hay 102 tuổi không, gọi vào làm răng mà quảng cáo nhá. Khổ quá. Đúng rồi, Hoàng Hường xuất hiện đi cho nóng không khí. Em cảm ơn chị Linh Phạm, có một đứa nó vừa chửi em là ca ve chị ạ. Chị xem có mối nào để em đi, cái em to béo này nó đứng ngoài kia thì ai người ta đi. Em to béo thế này đứng ngoài kia thì ai người ta đi, chị xem có kèo nào chị giới thiệu em với. Các em chắc là ai cũng buồn ngủ hết rồi, không ai thả tim nữa. Còn không ai thả tim nữa rồi. Còn ai không thôi thả tim đi. Cuộc không vui để... nào cũng có lúc phải tàn thôi các em ơi. Chị xin chào các em và hẹn gặp lại lúc khác nhá. Gia đình Hoa Sâm Bụt và xin chào mọi người. Nào, xin chào mọi người. Xin chào, hẹn gặp lại. Gia đình Hoa Sâm Bụt xin chào mọi người. Ai yêu thì mình cảm ơn nhá. Cảm ơn em Hoàng Hường nói chuyện hay quá. Em xin chào cả nhà. Gia đình Hoa Sâm Bụt xin chào tạm biệt.